Hello, xin chào anh em. Mình vừa mới mua được một cặp bao tai nè. Cũng khá là xịn sò ha. Là bao tai dành cho thợ hàn anh em. Đó, cái này thì nó được làm bằng da nè. Bên trong nó cũng có một cái lớp nó kiểu dạng như là bằng zin á, nhìn cũng khá là ok ha. Đó. Rồi thì mình mua cái bao tai này nó thuộc hãng CMAT anh em. Đó. Bên đây nó ghi là 14 inch nè. Cái mã số của cái bao tai này là H0006 nè ha. Anh em nào có nhu cầu mà mua mấy cái trang bị này nè thì mình cũng sẽ để cái đường link ở dưới phần mô tả, anh em nhấp vô đó tham khảo ha. Thì bao tay này mình mua ở trên Lazada đó cũng có mấy chục ngàn à, còn cái nón hàng này mình mua cũng có 200-300 ngàn à, nói chung cũng rất là rẻ luôn, nhưng mà mình xài nó rất là hiệu quả hết em. Ok, rồi, sẵn thì mình lấy cái con máy hàn ít cọt này của mình nè, mình sẽ kéo que 4 ly thử trên cái sắt dày này xem coi nó chịu được mấy que hết em. Ở đây anh em thấy cái miếng sắt nè, đó rất là dày luôn ha. Mình test cái này chủ yếu là test cái sức mạnh của nó như thế nào thôi nha. Anh em mà mua xài đó thì mình xài cái que 2 ly 6 hoặc là que 3 ly 2 là thông dụng rồi, chứ ít ai mà xài que 4 ly lắm. Tại vì người ta xài que 4 ly đó, nếu muốn bền đó thì nó phải xài những cái máy mà cỡ 5 7 triệu đó thì nó mới bền được hay nè. Ra mình test chơi thôi thì anh em coi cho vui ha. Cái máy làm sao thì mình để nó y thinh như vậy ha nè. Đó. Bên đây anh em nhìn thấy nè, có hai tụ ở trong ha. Bên đây là cái biến áp nè. Đó, đường mạch của nó rồi nè. Đây thì có mấy con IGBT rồi nè. Rồi diode thì nó nằm bên kia. Đó, y chang như hôm bữa mình khui hộp ha. Rồi, anh em nào chưa có xem video mà mình khui hộp này nè thì mình sẽ để cái đường link ở trên đây. Anh em nhấp vô đó tham khảo chơi cho vui ha. Thì kèm hàng nè, rồi kẹp mát mình đã chuẩn bị ok hết rồi ha. Dặn cao nhất nó là 202 ha. Ở đây mình dặn thấp nhất nó là 008 anh em. Đó. Thì bây giờ mình kéo que 4 ly thì mình chỉnh nó tầm cỡ 180 đi anh em. Đó. Rồi, cỡ tầm 180 đi là ok rồi ha. Ở đây mình có một số cái que 4 ly nè, đo thử cho anh em coi ha. Rồi coi nó phải là que 4 ly không nha. Ibon 4 ly luôn nha. Ngon lành luôn ha. Rồi, để nó bên đây ha. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ khai trương cái bao tay này luôn ha. Ok. Sọt vô nè. Đó. Thao tác thì cũng rất là ok luôn ha. Anh em nhìn thấy cái bao tay này ha, nó dài lên tới đây luôn nè. Rồi mình mặc thêm cái áo khoác nữa, sáng hàng nó sẽ không có tiếp xúc được tới mình ha. Ok luôn nha. Ngon lành. Mình cũng đổi cái nón hàng này luôn nha anh em. Để bảo vệ con mắt của mình ha. Sức khỏe là quan trọng hết ha anh em. Mình có sức khỏe thì mình mới làm được nhiều công chuyện ha. Ok. Rồi, giờ mình sẽ test thử cái que đầu tiên ha anh em. Wow. Ngon lành hết anh em. Đó, cây que đầu tiên cũng khá là đơn giản ha. Ok, bây giờ tiếp tục cây que thứ hai đi ha.
Ok, que thứ hai hả anh em, cũng ngon lành luôn nha. Rồi bây giờ tiếp tục đi, cái que thứ ba hả anh em, dứt luôn. Quá ok luôn ha. Tục ha anh em. Ok. Khá là ngon lành luôn ha. Rồi, tiếp tục ha anh em. Thank you.
Wow. Khá là phê ha anh em. Rồi, 5 que ha. Quá ok luôn ha. Rồi, que thứ 6 mà cái máy chưa đuối là mình thấy mình đuối rồi nha. Thôi lỡ rồi, làm thêm 4 que nữa luôn đi ha, cho chẳng 10 ha anh em. Giờ để đây đi ha. Wow. Anh em thấy cháy rất là ngon lành luôn ha. Đó, ở đây còn khúc nè. Rồi thôi kệ đi ha. Đó, cái que thứ 7 ha. Giờ tiếp tục cái que thứ 8 đi nha anh em. Đó, chơi tiếp anh em.
tới cái cùi luôn ha. Ok. Wow, khá là đuối luôn anh em ơi. Rất là nóng luôn anh em. Đó, chơi luôn nha. Wow. Cúp rồi anh em. Quá trời nóng rồi. Thôi giờ để mình coi, mình bật CB lại nha. Rồi, ở đây mình tìm ra nguyên nhân rồi anh em. Cái cầu chì của nhà mình nè, nó bị đứt rồi nè. Đó, gớm chưa. Bây giờ mình thay cầu chì vô để mình ghim lại coi nó còn hoạt động không nha anh em. Ghê quá ha. Nó vẫn còn chạy ngon lành ha. Rồi, giờ để mình test thử nha. Còn chạy ok luôn ha, ngon lành. Cái ổ điện của mình nó mệt rồi. Bởi vậy mình kéo như đây thôi ha anh em. Đó, 9 cái que 4 ly ha, quá ok luôn. Rồi bây giờ mình sẽ gõ sỉ ra để xem cái mối hàn của nó như thế nào ha anh em. Ok. Đó, để mình đeo bao tay vô mình cầm cho anh em coi ha. Tại cái này nó còn nóng dữ lắm. Đó, anh em nhìn thấy không? Đó, mới hàng nè. Wow, quá phê luôn ha. Rất là ngấu luôn ha anh em. Đó, lâu lâu mình mới hàng mà. Nhiều cái mối hàng nhìn thấy gớm lắm. Đó, ở đây thì nhìn thấy đẹp nè ha. Còn khúc trên thì nhìn nó hơi gớm gớm xíu ha. Nhưng mà nhìn thấy nè, nó rất là ngấu luôn ha anh em. Đó, mối nào ra mối nấy đàng hoàng hết ha. Đó, thì anh em cũng biết rồi. Đó, cái này rất là dày luôn nè. À, mình hàng đó một hồi anh em nhìn thấy nè, nó bị biến dạng cái này luôn nè, nó bị cong luôn nè, thấy không? Đó, quá ghê luôn ha. Cái máy này anh em hàng que 4 ly thì cũng rất là ngọt ha, mình kéo liên tục 9 que luôn cũng chưa xi nha gì hết anh em, rất là ok luôn. Thì hồi trước mình mua cũng có một chiếc máy à, mà xài cũng rất là ngon luôn, có bảo hành chính hãng 12 tháng hay 18 tháng gì đó, cũng khá là ok. Anh em có nhu cầu đó thì mình sẽ để cái đường link ở dưới đây, anh em nhấp vô đó tham khảo ha. Rồi anh em nào thấy video hữu ích thì cho mình xin một like để ủng hộ tinh thần mình nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì mình nhấn nút đăng ký bên đây, rồi ấn nút cái chuông. Khi nào có video mới thì anh em mình cùng giao lưu ha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video. Chúc anh em một ngày vui vẻ nha. Bye bye.